Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết nào ai bẻ thước của tác giả nhà văn Lưu Phương. Tác phẩm được sáng tác năm 1931 tại Long Thượng chợ lớn. Long Thượng có lẽ nay thuộc huyện Cần Dù tỉnh Long An. Người đọc Thái Hoàng Phi. hai Nói qua khi xe ngừng Hiếu Liêm bước chậm chậm vô sân Con chó si thấy người thì hực Cũng ngộ cho con ngoại vật Chẳng biết nó có tánh chất gì không Mà khi nó thấy rõ là Hiếu Liêm Thì chạy lại Ngoắt đuôi liếm tay chàng mà mừng quýnh Một nàng con gái tuổi độ cập kê đang trong nhà Nghe con chó si hực thì bước ra dòm Thấy Hiếu Liêm thì chắp tay thưa rằng Thưa anh hai mới sang Hiếu Liêm xem rõ là lệ anh thứ nữ của ông Đoàn Thì cũng đáp lễ mà rằng Tôi chào dì ba Ba má trên này mạnh giỏi Và nội nhà bình an Dạ thưa bình an Thưa có lẽ anh nghe tin ba giờ mới sang Hay là hờ cơ anh lên thăm giếng Hôm kia có bác hương sư lên chơi Tôi có tiếp đặng tin ba giờ dạy việc Sau cũng nhân dịp lên giếng ba má Chẳng hay ba má đâu vắng Thưa ba má còn dùng bữa nơi nhà sau Mời anh tạm ngồi dùng nước Lệ Anh nói rồi đi ra sau cho ông bà hay Và bưng nước mời Hiếu Liêm uống Vợ chồng ông đoàn Trung Thu là một nhà điền chủ Tuy chẳng đứng vào hàng đại phú gia Chớ cũng là bậc nhà giàu nho nhỏ Ông có sự nghiệp điền thổ Xong ông không muốn làm làng làm tổng chi Vì tự nghĩ Làm tổng thì phải dưới mạng kẻ bề trên Trên nói xuống thì dễ Dưới bẩm lên rất khó Huống chi thảnh thơi như ông Mơi sửa kiển chiều ngâm thơ Sớm tối bạn cùng cây cỏ Vui thú cảnh điềm viên Mặc ai ham chức ham quyền Ông quyết lánh con đường quan lộ Vợ của ông là Ngô Thị Chân chất hiền lành Sớm sanh hai gái Nhưng chẳng có trai Nên ông quyết cho con học cho mở mang với đời Như ngày sau ông bà có sớm quá giảng đi rồi Thì đoàn lệ hoa cùng đoàn lệ anh Cũng được thạo đường đời chút ít Khỏi lầm lạc, khỏi bị gạt lường Nên ông cho cả hai vào trường nữ học Sài Gòn Chẳng phải ý ông muốn cho con đi học đặng làm cô giáo cô thầy cho nên khi lệ hoa cùng lệ anh học tới năm thứ nhì trường chung thì ông lại đem về không cho học nữa lại ông là nhà nho học nên ông dạy con cho biết tam tòng tứ đức cho biết luân lý con người cho nên hai gái của ông đáng mặc ngàn vàng khó chuột nói qua nhan sắc tuy chẳng làng thu thủy nét xuân sơn chứ cũng mai cốt cách tuyết tinh thần mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười còn bề công ngôn dung hạnh nhờ có bà dạy biểu nên mười phần dạng dẻ thiêu thiểu giá mai đều khéo món ăn thức bánh ít ai bị nói năng quẩn đãi ôn hòa dầu cho phải việc giận đứa tớ tràn hông nàng lại mắng là thằng sao vô ý mỗi khi ra đàn đi đứng chỉnh tề không cười lơ giỡn lả dầu phải gặp ai hoặc trai hoặc gái hoặc lạ hoặc quen cũng chẳng che mặt núp dù cũng chẳng ngó xiên ngó xéo dầu phải hầu câu chuyện thì mắt vẫn cũng ngó ngay dầu phải một chuyện quá tức cười thì cũng không cười lớn tiếng. nhắc lại khi Hiếu Liêm tạm ngồi nơi một cái ghế mà dùng nước, xong lòng hồi hộp không an. Lệ anh xuống nhà sau dây lâu thì Hiếu Liêm nghe tiếng giày lẹp kẹp từ nhà dưới đi lên. Chàng đứng dậy thì đoàn lão cũng vừa bước ra. Hiếu Liêm chắp tay xá và thưa rằng: con kính mừng cha mẹ bình an. Đoàn lão gật đầu mà rằng: dưới nhà chị cũng mạnh giỏi à con? nãy giờ ba đang ăn cơm nghe con anh nó nói con lên nên ba lật đật ăn mau rồi kéo con ngồi một mình lâu mà buồn thưa ba chẳng hay ba bảo con lên có điều chi chỉ dạy đoàn lão gật đầu cười mà rằng để mẹ con ăn cơm rồi lên có cha có mẹ con có con rồi cha sẽ nói cho con nghe dứt lời Ngô Thị bước lên Hiếu liêm cũng xá bà bà cũng hỏi thăm mà coi bộ vui vẻ lắm rồi lại ngồi trên gián mà ăn trầu Đoàn ông mới mở lời rằng Con ngồi xuống ghế đó Cứ việc ngồi hơi nào đứng con Hôm qua để coi Ờ à, hôm kia Bất nhân bà quên lửng Có anh hương sư nọng lên nói cho ba hay mọi việc Ba suy nghĩ rồi biết ý con Nên ba cho trẻ vợ con lên ba biểu Con biết lo trước như vậy cũng phải Xong đối với ai kia Chứ với ba má con đây thì con đừng có ngại Huống chi sau khi ba nghe con phế học Đã chẳng những ba chẳng buồn, chẳng giận Mà ba lại thầm khen con biết hai chữ hiệp quần đoàn thể cùng nhau Phải chi trong 500 học sinh mà chừng 100 ra Thì còn cho là ngu quấy được Chứ cứ số 376 mà trừ cho số chẳng đầy 500 thì cũng được Ba lại dư hiểu rằng còn một đôi tháng học nữa Con có ngán ngẩm gì mà phòng tháo trúc Con tưởng ba đây ham cái bằng cấp với cái chức thầy lắm sao Bà nói con đừng giận Con mà biết tam can ngũ thường Biết trọn đạo làm người Dầu cho con là một đứa dốt nát bần cùng thế nào Ba cũng tưởng con Còn con mà thái thẩm sắc sược Ăn nói nghinh ngang tự kiêu tự đắc Chẳng biết kẻ bề trên Không thương người hạng dưới thì dầu con có làm ông cống ông nghè đi nữa ba nói thiệt ba cũng xá mà đưa con ra khỏi cửa bởi vậy từ ngày ba thấy được cử chỉ tánh tình con thì cha mừng cho con lại qua mà ba thương con như con ruột của ba vậy hiếu liêm chưa kịp trả lời bà lại tiếp rằng hôm kia anh hương ảnh lên Anh nói vì con sợ ba má không thương mà từ hôn nên phận con con tính trước má nghe nói đau lòng Xong giận con Con là con rể trong nhà Há chẳng biết ý mẹ cha sao Cha con cùng mẹ đây Chọn là chọn rể thảo Kén là kén trai hiền Chớ rước cha rể Cố rể về vinh mặt vinh mày Cái thứ đó hơi đâu mà chịu nổi Hiếu liêm ăn năn Nên đứng dậy xá sông nhạc Mà thưa rằng Con nhỏ dại lỗi lầm Xin cha mẹ rộng dung miễn chấp Nào cha có chấp nhất chi con nếu cha giận con thì nào cha có bảo con lên đây làm chi Chuyện giảng dây lâu Hiếu Liêm ngó đồng hồ Thấy Kim chỉ 2 giờ thì đứng dậy Xin lỗi cha mẹ vợ rồi cứu về Ông bà quyến luyến cầm cọng Hối trẻ dọn cơm Xong Hiếu Liêm diện lẻ vì bận chuyện nhà Nên ông bà không nỡ ép Hiếu Liêm thưa với cha mẹ Rồi lại bước ra nhà sau mà từ giả lệ anh Xong rủi lệ anh đâu chẳng thấy Mà chàng lại gặp lệ hoa Thình lình chán nhãn hai đàn đều thẹn thuồng e lệ dây lâu lệ hoa cúi đầu chào chàng mà má đào ửng đỏ cương mặt sượng sùng hiếu liêm cũng lính quýnh nên nói cục ngủng rằng tôi về rồi xây lưng đi tuốt lạ thay khi chàng ra đi cũng trong ngày này cũng trong đường đó khoảng khắc thì giờ cách chẳng bao lâu mà khi ra đi chàng buồn nghe trên nhành chim kêu chiếu chích dọc theo đường dế khóc ve sầu làm như khóc than vì lẽ bạn chích đôi sầu thảm bởi bình tan gương vỡ nay trở về được lời chánh đáng như cõi tất lòng là gặp bạn trăm năm thì có chi vui bằng hiếu liêm ngồi trên xe mắt chăm ngó bầy chim bay liền kêu mừng tai lóng nghe dế gái ve ngậm như câu hòa hiệp của một nhà đoàn tụ sớm mơ chàng đi chưa có gió thì dọc theo đường cây nào cây nấy đứng cố rủ như phiền tạo quá bất công bây giờ trở về gió lai nhành nắng chó lá tàn cây đưa tới đẩy lui Dường như vui mừng Gọi nhuần ơn mưa nắng Xe chạy càng xa càng khuất song chàng vẫn xoay đầu ngó lại Bình Điền Dường như Bình Điền lúc này là một chỗ yêu mến của chàng ta vậy Khi về tới nhà Trần Thị hang hỏi trước sau rồi cười mà rằng Đó Con coi lời má có y không Từ ngày má được biết đoàn gia Thì má hẳn kính phục cái tâm trí đạo đức của người luôn hôm nay là ngày rằm tháng 6, gió mát trăng trong tại chợ Long Thượng người hứng cảnh kẻ xem trăng khách tài tử phong lưu thì lại ôm cầm thưởng nguyệt dây ba hiệp bảy nói nói cười cười chén tả chén thù xem mồi thích lắm đêm nay là đêm bà sư phụ Trần Thị Hiền định đôi bạn cho con là Nguyễn Hiếu Liêm vì có nhóm họ nên trong nhà treo bông kết tuổi chân dọn xuê sang đèn thấp sáng ngời người vô ra đông nức tiếng cười tiếng nói bàn cổ luận kim câu chữ của cờ của khách nghe ồn ào vui vẻ mâm này mâm nọ cổ dọc cổ ngang lại có rước tài tử ca sang nên con nít tụ coi đông nức tiếng pháo nổ vừa dứt tiếng đờn vội lên dây giọng tiêu tao lãnh lót của mấy cô ca làm cho khách ngồi ăn quên gấp trong đám người nhà trừ ra hiếu liêm cùng trần thị thì có ông bà lê thành phát và thanh tòng đây tác giả tạm nói sơ lai lịch của ông Lê Thành Phát Người ở Đa Phước Ai chẳng nghe danh Chẳng phải ông giàu mà có danh Danh ông là danh một nhà võ sĩ tuyệt luân Đã nổi tiếng là thầy nghề võ Trước khi đám cưới Mẹ con bà Trần có qua mời ông bà Và vợ Thanh Tòng Vợ của ông Lê Thành Phát là Trần Thị Nên Nhìn đồng tông với bà thân mẫu Hiếu Liêm Lại thấy bà Trần Thị Hiền quá bụa thì thương Nên đốc ông Lê Thành Phát Và biểu Thanh Tòng qua giúp giùm trong đám Đêm càng khuya khách càng vắng Ông Lê Thành Phát mới kêu Hiếu Liêm Hoặc dạy lại Hoặc chỉ cách phải làm sao ngày mai Còn bà thì giúp mà coi sóc dọn dẹp trong nhà Giọng gà dục gáy Tiếng trống tan canh Pha lẫn với tiếng lợp cợp lạc cà Của kẻ bán buôn dọn hàng ngoài chợ Bóng hồng vừa lố mặt Thì chị Hằng đã núp hình Trong nhà Hiếu Liêm lúc này rộn rực xôn xao Sửa soạn đi rước dâu Nên kẻ thì khăn đen áo lớn người thì neo chuỗi dòng vàng gỡ cái đầu cho láng sửa cái bánh lái cho xinh hiếu liềm trên bịch khăn đóng bận áo tố bông bạc lót màu hoa lý dưới thì quần cẩm nhung trắng chân mang về da láng mới tinh anh ngoài choàng áo rộng xanh hai tay bưng quả đồ xính lễ để bước ra xe cặp theo là thanh tòng cũng khăn đen áo dài theo làm rễ phụ kế đó ông bà lê thành phát bà trần thi hiền ông mai và ít người lối sớm thằng bọng cũng khăn đen áo lớn tay ôm cặp lọng chơi nhảy cà sơm, coi bộ nó lấy làm đắc ý ba cái xe hơi đàn trai đậu trước nhà có một cái treo bông kết tụi dành phần cho chàng rể và nàng dâu khi nội đám lên xe thì xe quay máy từ từ trở bánh khi xe đàn trai tới vô nhà trà nước xong xuôi rồi chàng rể nàng dâu lại tả ông bà xong việc nội đám rước dâu và đưa dâu đồng ra xe xe dâu rể chạy trước Kế xe hai họ lũ lượt kéo theo Bữa đó Lệ Anh cũng đi đưa dâu Xong vì xe đàn bà quá chật Nên nàng phải ngồi xe sau chót với ông Mai Và một người lối sớm Xe chạy sau bị bụi Phần gặp anh sớp phơ có tánh tự kiêu Nên đạp máy rồ săn quyết qua mặt mấy xe kia Đặng có nối đuôi theo xe chàng rể Khi xe vừa qua mặt xe của Thanh Tòng ngồi Thình lình xe Lệ Anh ngồi Nổ bánh trước Bất cập phần chạy mau Nên anh sớp phơ lạc tay bánh leo lệ rồi nhào ầm xuống ruộng đưa bốn bánh lên trời khốn khổ thay nguy cấp thay ba người đàn ông thì nhậm lẹ Xong mắt khoảng hồn ai lo thân nấy mạnh ai nấy nhảy chứ có lo gì đến phần liệu yếu đào thơ của lệ anh đang giờ bị xe đè tánh mạng lấy làm khốn đốn thấy việc rủi ro như vậy xe hai bên đều ngừng bánh Xong ai cũng điếng hồn chỉ la lụi hụi mà thôi thanh tòng mắt lanh như chớp người lẹ như bay nhảy xuống ruộng ráng sức bình xanh nâng cái xe đỡ lệ anh và bồng nàng ra thì nàng đã hôn mê bất tỉnh trong việc hôn nhân là sự cầu kiết mà tiếng khóc nghe rền kêu giật dây lâu lệ anh mới vừa tỉnh ông đoàn trung thu đem nàng lên nhà thương còn vợ ông thì lo đưa dâu cho kịp giờ hiệp cẩn xong việc ông bà và lệ hoa hết lòng tạ ơn thanh tòng về việc cứu con em đám cưới là việc thường ai ai cũng có xong đám cưới hôm nay chẳng đặng vui vì bởi điều tai họa phần tục lệ người nam cho việc rủi trong đám cưới là việc bất tường nên mọi người đều trao nháo sau khi đám cưới thì ông bà lê thành phát và thanh tòng đều cứu từ lui gót và để lời chúc cho hai vợ chồng nguyễn hiếu liêm phu sướng phụ tùy ở ăn thuận thảo trong cái đám cưới của hiếu liêm cùng lệ hoa một đàn là trai tánh tình hào hiệp nề nếp ôn hòa ai là chẳng thương ai là chẳng mến một đàn là gái lòng trong như tuyết tứ đức vẹn toàn bé lớn đều yêu trẻ già đều chuộng thế mà sau khi đám cưới lại có một kẻ nhân diện thú tâm tấm lòng tàn nhẫn tư tư thiết thiết tím ruột bầm gan xanh lòng ganh ghét thù hềm hiếu liêm xem hiếu liêm như người đoạt vợ của mình vậy kẻ ấy chẳng phải là tình nhân của lệ hoa vì lệ hoa là một gái trong sạch tiết trinh kẻ ấy lại là một người ngoại nhân song trước kia lúc lệ hoa còn học nơi trường sài gòn nhằm lúc chúa nhật kẻ ấy gặp lệ hoa một hai lần có mở lời trêu ghẹo song lệ hoa là con nhà biệt duyệt trăm anh dễ gì cho kẻ ấy đoạt thành mục đích kẻ ấy chỉ được lệ hoa dạy cho một bài học thâm trầm nghe qua mà điếc ốc như người có chút điểm lương tâm thì cũng nên trốn lệ hoa cho xa nhưng kẻ ấy là một đứa mặt chai mày đá và cũng vì cái vẻ thiên kiều bá mị của lệ hoa dường như có mãnh lực thâu ca hồn xác kẻ ấy làm cho quên hết bổn phận làm người mặc tình lời nặng nhẹ trối kệ giọng đuổi xua kẻ ấy vẫn bền lòng dọ thăm lai lịch của lệ hoa mà thôi khi biết được lệ hoa là ái nữ của ông đoàn trung thu thì rất mừng về thưa lại với mẹ cha xin cầu thân cùng đoàn lão xong hy vọng ấy từ đây đã trôi theo dòng nước chảy vì chậm chân một chút hay là vô duyên nợ với lệ hoa nên hiếu liêm đã trước đoạt phao cầu bén dương cầm sắc cùng người chàng mến đê hẹn cho kẻ ấy chẳng tự hổ hang cho phận mình lại đem lòng thù hận hiếu liêm Từ đây thần hồn điên đảo Tự gạt lấy mình Đêm ngày tư tưởng một hai lệ qua Cũng là tình nhân của mình mà thôi Bởi vậy kẻ ấy đã bao phen Muốn hại hiếu liêm song hiếu liêm nào có biết Người chân chất thật thà như hiếu liêm Bao giờ cũng coi ai như mình vậy Kẻ ấy là ai Tác giả chưa tiện nói ra Xin chư quý độc giả coi tiếp Thì sẽ thấy con ma dục tình Cởi cái mặt nạ của kẻ khốn nạn ấy ra Một cách là đáng tội ướm thử lòng vàng nhắc lại lệ anh khi bị xe lật đè cho đến lúc chở nàng lên nhà thương nàng vẫn không biết chi cả đến khi tỉnh lại tới lúc lành mạnh trở về nhà nghe người thuật chuyện thì nàng mới hay rằng nàng bị xe lật đè lại nhờ thanh tòng cứu mạng lệ anh suy nghĩ nhớ lại thì biết là người làm rễ phụ hôm làm đám cưới lại nghe nói người ấy là bạn tri âm của anh rễ mình nàng nhớ đâu đâu rồi lại cảm tình vô hạn cũng là Lệ Anh dư biết Thanh Tòng vì phận làm trai mà cứu nàng Xong nàng lại nhớ ơn cứu tử Chạnh đến người ân Thầm quyết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa Lệ Anh chẳng phải là gái lẳng lơ chất nết Thấy trai ngộ mà muốn Thấy trai tài mà thương Xong cũng bởi cái ơn nọ Hay là hai đàn có túc đế lương duyên cùng nhau Nên chỉ trong nhà nếu ai nhắc đến cái tên Thanh Tòng Thì dường như khiêu một chuyện ngộ nghĩnh cho nàng vậy Nhắc tên Thanh Tòng Khen Thanh Tòng đáng mặt làm trai lo tròn bổn phận là câu chuyện thích của lễ anh xong không lẽ phận gái mà ngồi nghe tả hình dạng của một chàng trai nàng làm bộ bỏ đi xong thường để tai nghe thử coi người nhà nói làm sao cho biết nàng nghe cha mẹ mình thường cung tụng cái chí của thanh tòng thì nàng mừng nếu ai cắt cớ nói xấu thanh tòng thì chắc sẽ bị Lệ anh cảm hận cũng lạ thanh tòng đối với lễ anh bất quá là một vị ân nhân vậy thôi ơn thì miễn nhớ ơn là đủ sao lại có cái chủ ý kỳ lạ như vậy một hai khi bởi lòng nàng quá ư mơ tưởng song không biết mơ tưởng cái ơ cứu tử hay là người cứu tử mà nàng lại mường tượng thấy thanh tòng trước mắt luôn luôn lệ anh là gái có nết thầm nghĩ biết mình bị cái mơ tưởng của mình sai khiến vào đường lầm lạc thì tự hối ăn năn trách mình sao có học thói lăng loàn chắc nết huống chi thanh tòng là ân nhân cứu tử ơn chưa trả nghĩa chưa đền lại mong quấy như vậy thì thầm lỗi cùng cha mẹ và ân nhân của mình lắm suy cùng nghĩ tột nàng quyết dẹp cái tưởng mơ vô lối một bên lòng lại dặn lòng từ đây chỉ biết thanh tòng là một vị ân nhân cứu tử nói qua thanh tòng khi về đến nhà nhớ tới việc cứu lệ anh thì bân khuân tất dạ thanh tòng dư biết bổn phận làm trai thi ân bất cầu báo song không biết sao đêm ngày hằng nhớ đến việc lệ anh thanh tòng nhớ lại lúc lệ anh lâm nạn những hồi bồng ẩm lệ anh trên tay khi nàng hôn mê bất tỉnh chàng nhớ lại mà cảm thương song không biết thanh tòng cảm thương người lâm nạn hay là thương làm sao mà chàng thường thấy lệ anh trước mắt nhiều khi thanh tòng nhớ đến bộ phận làm trai thì tự trách thầm mình sao có quấy lấy ơn làm tình một cách vô vị như vậy chàng quyết dẹp cái thói thường tình thế mà không sao được tấm lòng bức rứt than thở ra vào rốt cuộc rồi chàng tính qua nhà hiếu liêm chơi cho khuây lãng khi Thanh Tòng qua tới nhà Hiếu Liêm Anh em mừng rỡ nhau Hiếu Liêm đưa cho Thanh Tòng một tờ nhật báo Chỉ nơi mục hỷ tính Thanh Tòng tiếp lấy dở ra xem thấy như vậy Hỷ tính Mới tiếp đặng tin mừng rằng Bà sương phụ Trần Thi Hiền thương nghiệp tại Long Thượng Có định đôi bạn cho con là Nguyễn Hiếu Liêm Cựu học sinh trường sư phạm Cùng ái nữ ông Đoàn Trung Thu Là cô Đoàn Lệ Hoa Cựu nữ học sinh trường nữ học Sài Gòn Vì quan sang cách trở thêm đèn sách buộc ràng tạm đôi lời cứu lỗi cùng bạn chi giao và chúc cho hai họ hòa minh sớm sanh con rồng cháu phụng mai ẩn lâm học sinh sư phạm thanh tòng đọc rồi hiếu liêm vỗ dai mà rằng bạn có thấy không vì dầu mai huynh có cách xa chúng ta đi nữa người vẫn giữ một lòng không hề quên chúng ta thanh tòng gật đầu và không nói chi hết thanh tòng ở lại dùng bữa cùng hiếu liêm đến trưa lúc thanh tòng đang nằm xem nhật báo nơi phòng khách của hiếu liêm chợt thấy một cái xe ngựa đậu trước nhà trên xe có một nàng con gái sắc nước hương trời hoa nhường nguyệt thẹn mặc một cái áo tím bông lớn một cái quần lãnh mới tinh anh đen mướt chóa với cái bằng cẳng no tròn trắng như bột lại thêm đôi giày theo kim tuyến chóa nắng long lanh bù thêm vẻ đẹp tay tả nàng đeo một chiếc kim xuyến tay hữu một chiếc vàng trơn ôm sát cái cườm tay no tròn như ống chỉ đường xa nóng nực nên mặt trắng hóa hồng má đào ứng ứng mồ hôi đượm chảy dài theo đôi cụm tóc mai trông như làng thu thủy nàng nhẹ gót son bước vô nhà hiếu liêm xem qua càng yếu điệu thanh tòng xem kỹ là đoàn lệ anh thì bỗng nhiên hồi hộp một cách lạ kỳ chứ chẳng phải như thường thường chàng gặp một hai nàng ngoài lộ vậy lệ anh bước vô nội nhà mừng rỡ thanh tòng đứng dậy chào lệ anh thì nàng cũng cúi đầu đáp lễ lệ qua lệ anh gặp nhau mừng quýnh hang hỏi mọi điều chuyện trò không ngớt Lệ Hoa chỉ thanh tòng mà nói với Lệ Anh Em ba Em không biết chú ba đây sao Lệ Anh cúi đầu và nói rằng Nếu tôi không lầm thì ân huynh đây là người cứu em ra khỏi nạn Hôm đám cưới chị tôi đây Nãy giờ em cũng muốn nhìn Xong sợ người giống người mà mang lỗi Thanh Tòng đứng dậy mà rằng Thưa cô ba Đứng làm trai lo tròn bổn phận Thấy ai yếu đuối hoạn nạn thì phải ra tay giúp đỡ chút ít Tùy theo sức mọn tài hèn Huống chi hôm nọ nếu tôi không lẹ tiếp ắt cũng có người khác ra tay Ơn mọn chẳng đáng gì Cô tặng hai tiếng ân nhân tôi e quá đáng Thưa ân nhân Ân nhân quá lời khiêm nhượng Em rất buồn lòng Huống chi hôm nọ em chỉ còn chút đỉnh hơi Nếu ân nhân chậm chân thì còn gì mà kể Bởi vậy em sống đây quả thiệt là nhờ ân nhân cứu tử Em chẳng phải bấy lâu nay thọ ơn mà dông ân Sông hiềm gì câu nam nữ bất thân nên phải đành ôm ấp trong lòng Phòng chờ ngày đền đáp Nay ý trời xui khiến cho em gặp ân nhân đây Vậy xin ân nhân vui lòng Ngồi cho em lại một lại Thì em mới an lòng Lệ Anh nói rồi sụp xuống lại Thanh Tòng nhảy trái Tai khoát khoát Miệng nói lia lịa rằng Đừng cô ba Đừng 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 làm như vậy Tôi buồn lắm Huống chi cô là em của chị hai Tôi là bạn đồng chí của anh hai Thì có ai đâu lạ mà cô Phòng làm như vậy Tôi buồn lắm mà cô ba bà trần thị hiền nãy giờ cũng ngồi đó thấy cách của thanh tòng và lệ anh cư xử với nhau như vậy thì bà tiếp rằng thôi con ba à thằng cháu nó nói như vậy thì cũng phải thôi con biết ơn như vậy cũng đủ rồi không biết thì thôi biết rồi cũng bà con quen lớn chứ ai đó sao hai đứa cũng cháu hết thôi châm chế với nhau đi con lệ anh nghe bà trần nói như vậy mới chịu đứng dậy nguyễn hiếu liêm cũng ở đó thấy vậy tức cười rồi lại nắm tay thanh tòng dắt đi chơi đặng đàn bà họ chuyện giảm với nhau cho dạng miệng đến xế lệ hoa mất đi đòi nợ bà trần và hiếu liêm tính sổ bên nhà buôn bán thanh tòng nằm coi tiểu thuyết bên nhà khách lệ anh thì ngồi nơi ván nhà sau mà theo giùm khăn cho lệ hoa thanh tòng ngồi xem sách mà mắt thì không để ý vào sách còn trí thì vẫn nghĩ đâu đâu thanh tòng nhớ từ nét đi tướng đứng từ câu nói tiếng cười của lệ anh Thành thử khi trước cái lòng mơ tưởng lễ anh của Thanh Tòng Bị chàng đè nén mà lợt khoai lợn đi Nay dường như cái hình dạng của lễ anh Nó đồ thêm cái tình lợt khoai ấy Bằng một thứ mực quá ư đậm đà Còn hơn khi xưa Nên cái mơ tưởng của Thanh Tòng Nay ắt khó dùng vật chi mà làm cho phai lợt được Trong lòng Thanh Tòng từ đây Đã nảy ra một mối cảm tình lai láng tràn trề Ước sao cùng với người chàng yêu Được trăm năm tơ tóc Thanh Tòng nghĩ nếu được cùng Lệ Anh loan phụng hiệp vậy thì quý quá biết chừng nào. Chị Lệ Hoa sao thì có lẽ cô Lệ Anh cũng vậy. Rõ ràng ta được thấy cách tề mi cử án, phục sự chồng như chị Lệ Hoa, phục sự anh Hiếu Liêm, ta thầm ước ao sao cái đời ta sẽ được hạnh phúc như anh Hiếu Liêm vậy. Ta cũng muốn ướm thử lòng nàng, song sợ nàng không rõ mà chê ta là phường trên bọc trong dâu, còn nếu ta không thế cho Lệ Anh biết được lòng ta thì ta sợ cho ta rủi bước chậm chân thì ngọc lành ắt về tay kẻ khác khó thay Thanh Tòng ngồi suy nghĩ mà trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết Suy nghĩ hoài không biết làm sao mà tỏ lòng mình cho Lệ Anh biết được Mà hễ một điều suy nghĩ của chàng bị thất Thì chàng lại lật cuốn tiểu thuyết mà xem ít trương Thanh Tòng xem đến một đoạn trong đó tác giả nói về ái tình của một chàng thiếu niên Và một cô thiếu nữ Dùng cách không khéo mà trao vật tinh và ướm thử lòng nhau Thanh Tòng nhờ đó mà suy nghĩ Mới sanh ra một thế Chàng lại bàn với Khiếu liềm xé một miếng giấy trắng rồi ngồi chống tay nghỉ dây lâu đoạn mới cõi chiếc cà rá rồi viết nơi tấm giấy một số một trăm rất lớn lại dùng giấy ấy mà gói chiếc cà rá lại đây còn thảm một điều không biết cậy ai trao giùm món vật không lẽ mượn hiếu liêm mà nếu hiếu liêm trao thì làm sao lệ anh dám lãnh cũng không lẽ mình đích thân trao cho nàng thì coi kỳ lắm còn đang lúng túng thanh tòng trực thấy thằng bọng nằm ngửa dưới gạch đặng chùi ghế lại ngủ quên nên nụ vẻ rớt nhầm trên bụng Thanh Tòng tính kệ thằng Bọng nên kêu rằng Bóng Bóng Hơn ba bốn tiếng thằng Bọng mới nghe giật mình thức dậy Tượng chủ bắt được mình ngủ ngày Nên hai tay tha lia cái chân ghế Miệng nói tỉnh khô Ghế tốt mất tiền chu sạch giảm thấy mặt Thanh Tòng thấy vậy tức cười Là giả hâm rằng Cả gan cho thằng yêu bụng Mày ngủ theo gà là xảo trá ăn qua mặt chủ Thằng Bọng nghe tiếng ngó lên Là thấy Thanh Tòng thì mừng đứng dậy cười mơ mà rằng Trời ơi cậu ba mà bỗng tưởng cậu hai làm bỗng hết hồn Cậu đừng nói ôm bà nghe bà rầy bỗng tội nghiệp Thanh Tồng cười mà rằng Không em nhỏ dại ham ăn ham ngủ Vì nghèo khổ phải ở đỡ ở thuê Qua không mét đâu Đây qua cho em hai cắt đây để dành mua bánh ăn Chừng nào hết qua cho thêm Và nói và đưa tiền cho bỗng Thằng bỗng tiếp lấy mà rằng Cậu thì khảo tâm Từ ra sắp tới cậu sang chơi Có cần dùng việc chi cứ kêu tên bọng Thì bọng ứng thinh như nhiếp Dầu cậu muốn bắt rắn tét mang cho cậu chơi Hoặc bức mấy nước Xỏ lưng kiến vàng Bọng đây cũng làm được vậy Thanh Tòng thấy thằng bọng trúng kế mình Và nói bốc như vậy Thì tức cười nôn ruột Xong dằn mà rằng Được như vậy qua rất thương em Vậy chừng nào em xài hết tiền Nói qua cho thêm ăn bánh Bọng Cậu tưởng bọng dốc sao cậu Bọng nhất ngô mà cậu Thanh Tòng nghe thằng bọng nói lẽ thì tức cười Xong không cãi mà rằng Thôi em đi dùm qua việc này chơi Thằng bọng nghe sai tưởng đi đâu Đặng thừa dịp mà đi chơi Nên đứng dậy nói lia lịa như vậy Được được đưa bọng vòng một hơi Bọng về lập tức Thanh Tòng đưa gói cho thằng bọng Và dặn nho nhỏ như vậy Em làm ơn trao dùm gói này cho cô ba Và coi chừng Nhớ chớ cho ai thấy Cô ba nào cậu cô ba lệ anh em của mở hai đó thôi cha thôi cha đừng báo hại tôi mang guốc trên đầu không tìm mua dầu mà sức thanh tổng biết ý, ý thằng bọng nên móc túi cho cậu ta thêm ba cắt là dặn phải làm cho kín đáo thằng bọng lạnh gói Và đi và nói dối bỗng có bị nào cậu bảo kê nghe cậu thằng bọng đi ra nhà sau thấy có một mình lệ anh thì cà rà kiếm chuyện mà hỏi kia hỏi nọ lệ anh vui miệng thấy thằng bọng dễ thương thì hỏi Em mấy tuổi em Dạ ngày cúng cô hồn là tuổi của em bọng Ủa em nói cái gì lạ vậy Dạ thường thường ngày 16 đó Họ cúng cô hồn Bọng 16 tuổi thì không phải tuổi cúng cô hồn sao cô À nói vậy em 16 tuổi Dạ Em ở với bà một tháng bao nhiêu Dạ bọng làm việc với bà đây Là việc trăm năm chứ có lương bọng gì Hồi tuổi bọng được bác cử gì đó Thì cha mẹ bọng chết hết Bà thấy vậy bà thương bà đem bọng về bà nuôi Bà may quần áo bà cho tiền cúng cha mẹ bọng vậy thôi Tội nghiệp bà thương bọng như con cháu trong nhà Bởi vậy bốn phận bọng đã chẳng những làm cho bà cậu mợ bọng vui lòng thôi Bọng vừa ý cho tới bà con thân thích của bà và cậu mợ bọng nữa Ở đời ăn cây nào rào cái nấy chứ sao em Dạ bởi vậy mới đây cậu ba thanh tòng cậy bọng đi một chuyện bằng đi lên trời Cô nghĩ coi nếu đi thì cũng ngặt Bằng không đi em mít bụng cậu Mà hãy mít bụng cậu Thì bọng lỗi với cậu hai Tới lui khó tính nên bọng xuống đây mượn cô tính dùm bọng Bọng đội ơn cô tới chết bọng cũng không quên Chuyện gì dữ vậy em Cô nghĩ coi Ai đời cậu quỷ quyệt Cậu o mè mà cậu bắt bọng đi thơ Chết bọng chưa Như cô nọ ưng thuận thì tốt Còn nghịch thì khổ cho bọng biết bao nhiêu Dứt lời thằng bồng Mồ hôi lệ anh đổ ướt mình Cũng lạ Nàng cũng thanh tòng tuy ý vừa hợp ý song hai đàn chưa đáng gọi là gì Mà sau khi nàng nghe thằng bồng nói việc thanh tòng Thì nàng giận nàng hơn Nếu ai cắt cớ hỏi tại sao nàng giận hơn Thì chắc tự nàng cũng không biết sao mà nói Lệ anh cầm kim mà tay rung lập cập Nàng tự nghĩ Người không có lòng gì với mình thì thôi Ủa Mà người với mình thỏa nay có tình gì đâu Mà mình phòng giận trách người Thanh Tòng đối với mình vẫn là người ngoài cuộc Nàng vừa muốn hỏi thằng Bọng coi nàng ấy là ai Lại nghĩ nếu mình hỏi đon rem việc người thì chẳng là quấy lắm Lệ Anh tính không hỏi tới Xong không được Cái miệng nàng như dục nàng phải hỏi vậy Lệ Anh hỏi thằng Bọng Nàng nào ở đâu Mà cậu ba em gửi đồ Mà đồ gì vậy em Cà rá cô à Còn hỏi đến cô ấy thì Ôi thôi Phải cô thấy cô coi Qua hỏi cho biết cho thấy mà làm gì Giả lại qua là người ngoại cuộc Ngoại cuộc thì ngoại cuộc chứ Thấy cho biết chơi vậy mà Lịch sử lắm cô Chẳng thua suốt gì cô chút nào hết Người như vậy dễ gì cô ba thanh tòng không mê được Để bọng tỏ sơ một hai nét hay hay của cô ấy cho cô coi Cô trắng thiệt là trắng Mà đôi má hồng hồng Cô đó cũng ăn một hai miếng trầu như cô vậy Bởi vậy khi cô ăn trầu mà cô cười nhếch cặp môi son Lòi đôi hàm răng trông như ngọc trắng như ngà thì quý cha chả xinh thật là xinh mặt đẹp vô cùng đẹp Lệ Anh nghe thằng Bọng tỏ hình dạng Nàng ấy thì cô tức tối nóng nảy nên hỏi Cô đó tên gì vậy Bọng Nói tên họ rầy chết đi cô Thì em nói một mình qua nghe Ai biết mà rầy Có bề nào cô chịu chứ đừng kèm Bọng vô tội nghiệp Bọng nghe cô Em cứ việc nói cho qua nghe Chắc nghe cô Này cô Người ấy họ đoàn nói như vậy một họ với qua mà tên thằng bọng run run tên gì bọng thằng bọng tay mốt gói cà rá đưa cho lệ anh và coi bộ lập cập lắm thưa cô nói chơi chứ cậu ba thánh tòng sai tôi đưa gói này cho cô và dặn đừng cho ai thấy tôi sợ cô rầy nên tôi không dám đưa chừng nghe cô bảo lãnh mới dám lòi ra bỗng nhiên nét mặt úa xào của lệ anh khi nãy quá ra từ rối bởi cái giận trước được tiếp theo một cái vui sau nhưng cái vui ấy quá lớn nên làm cho nàng không kịp suy nghĩ Xong e lệ vì trước mặt thằng bồng Nên nàng tiếp lấy gói cà rá và hỏi thằng bồng Em nói chơi sao chứ Vật gì mà cậu ba em gửi cho qua Rõ ràng tôi cũng không hiểu Cô cứ việc mở ra coi thì biết Lệ Anh tiếp mở ra thì thấy một chiếc cà rá Lại thấy số 100 Thì nàng không hiểu là gì Nàng chống cầm suy nghĩ Rồi gặt đầu chím chím miệng cười Xong trong cái cười ấy có cái vui Mà lại cũng có cái thẹn Nên nét mặt hồng hồng Nàng lục trong rổ mai lấy cây viết gì xanh của lệ hoa để viết trong hàng mà thiêu Viết kế số 100 của Thanh Tòng một số năm Tỏ ý biết lầm Thanh Tòng muốn việc trăm năm tơ tóc Lệ Anh lại móc trong túi ra một cái khăn của nàng đem theo Thiêu rất khéo Nàng gói lại thế cho chiếc cà rá Thanh Tòng Rồi đưa cho thằng Bồng mà rằng Cậu ba em thấy cái khăn qua tốt Nên người năn nỉ đổi chiếc cà rá của người Chứ có chi mà em phòng sợ Thằng Bồng trước kia thì hồi hộp Bây giờ thấy bộ em thì nói rằng Thôi đi cô, dốt nào dốt nấy chứ bỗng không biết cậu ba vẽ cây đòn cánh đánh hai trái ba lâm Sao mà cô phòng gạt bỗng hoài Dứt lời thằng bỗng nghe tiếng quốc nhà trên đi xuống thì giật mình Lật đật bỏ gói đồ vô túi Kế thấy lệ qua trên nhà trên đi xuống Thằng bỗng quýnh lớ quớ Sẵn thấy con mèo mướp nằm trên gián gần củi đồ ăn Nó bạc cho con mèo một bạc tay mà rằng Con mèo quá dữ Cô ba ngồi tịch thượng nó mà nó dám ăn dụng ban ngày Nói rồi đi thẳng lên nhà trên Còn Lệ Anh thấy thằng Bọng đánh con mèo Và nói như vậy thì nàng mất cỡ sượng sùng Nói qua Thanh Tòng trao gói cà rá cho thằng Bọng rồi thì tấm lòng hồi hộp, tất giả chẳng an. Ngồi trong thằng Bọng hèn lâu mà không thấy, chàng bước trước, sẽ lén bước lại kẹt hở dầm ra nhà sau. Thấy thằng Bọng vừa nói nhỏ nhỏ chi với Lệ Anh mà lên tay lên chân, còn Lệ Anh mặt đỏ phừng phừng ra tuồn giận dữ. Thanh Tòng hết hồn, chắc là Lệ Anh không khứng, Tức là lúc thằng Bọng đang nói trớ trêu với Lệ Anh Thanh Tòng trở lên ghế ngồi thở ra Ăn năn lại tự trách mình sao có làm ra việc quấy Chàng nói một mình rằng Phải chi mình đựng dục tóc Để quẩn quẩn thưa lại với cha mẹ mình Cậy mai đến nói thì chẳng là hay hơn Làm như vậy nếu nàng không rõ bụng mình Cho mình là trai háo sắc Thì còn mong chi nàng thuận tình kết tóc trăm năm cùng mình Thanh Tòng suy tới nghĩ lui Muốn ra mà thú tội cùng nàng xong lại tính thối lui ngồi gục nơi bàn mà chịu thình lình thanh tòng bị thằng bồng dỗ vai giật mình ngó lên thấy thằng bồng thì hỏi sao em bồng nàng nói sao em thằng bồng tay khoác khoác cặp mắt nháy lia càng làm cho thanh tòng lung tung trống ngực và hỏi và rung sao em bồng nàng rầy em phải không em chứ sao cậu cô rầy bồng sao lấp lửng dám đem cà rá mà đổi lấy khăn vuông và nói và đưa khăn cô lại ham rằng nếu còn vậy nữa thì cô sẽ cho tiền ăn bánh Mày rõ ràng yêu à bọng Làm cho cậu hết hồn Thanh Tòng bỗng nhiên trở nên vui vẻ một cách lạ thường Thấy khăn vuông thì mến Lại thấy lệ anh lẻ trí đối đáp rất hay Thì phục thì thương Từ đây kết một chữ đồng Ấy cũng nhờ ơn thằng bọng Còn lệ anh vì quá yêu Thanh Tòng Mà quên hết bổn phận nữ nhi Nên khi thằng bọng đi rồi Dây lâu thì nàng ăn năn mà tấm lòng hồi hộp Tất giả bàn hoàng Nàng nghĩ nếu được như nguyện càng hay sợ e tạo quá trớ trêu làm điều chi cho hai đàn trắc trở lương duyên thì các kiếp phụ sinh còn chi mà mong kể việc lỡ rồi nàng phải bậm gan nhờ trời phật tới đâu hay đó đến chiều nàng cáo từ nội nhà hiếu liêm mà về tới phiên nàng cùng thanh tòng giáp mặt nhau mà từ giả nàng lại thấy có thằng bọng đứng một bên thanh tòng khều khều móc móc thì hai đàn gương mặt sượng sùng chẳng ai dám ngó ai chỉ cúi đầu sơ rồi nàng trở mình lui gót Thằng Bồng chạy theo Lệ Anh mà nói dối rằng Mai mốt xuống chơi nghe cô ba Tai họa bất ngờ Ngày qua tháng lại Thì giờ thấm thoát như thôi đưa Mai ẩn lâm mãn 4 năm Thi đậu tốt nghiệp cấp bằng Lại được đổi về gần quê quán Tình anh em của ẩn lâm và hiếu liêm Cũng hòa hảo như xưa Lại còn có vẻ mặn mồi hơn trước Riêng một mình thanh tòng Một hai khi có gặp ẩn lâm Thì cũng chuyện giảng gọi là chứ dường như hết yêu mến ẩn lầm như lúc còn trung học nói qua ông lê thành phát nhân niên kỷ đã cao nên mấy hôm nay ông truyền hết cái nghề ông cho con Đặng khỏi tiếng ngày sau rằng cha làm thầy con bán sách thanh tòng nhân nhớ hiếu liêm vì đã lâu anh em phân cách nên viết thơ mời hiếu liêm qua nhà chơi có ý chờ khi có mặt hiếu liêm thì chàng sẽ kể cha mình chỉ dùm luôn nghề cho hiếu liêm một thể hiếu liêm không lỗi hẹn lại cũng vì cách bạn quá lâu nên tới ngày hẹn chàng chẳng quên Thưa cho mẹ hay Rồi lên xe máy nhắm đàn Tân Quy Tây Quy Đức Mà qua Đa Phước Từ Long Thượng qua Đa Phước có hai đường Hoặc đi ngõ Long Thượng Cần duộc Hoặc đi ngõ Tân Quy Tây Quy Đức cũng được Còn Thanh Tòng bên nhà đợi Hiếu Liêm đến trưa mà không thấy Chàng nóng lòng nên cũng xách xe thưa lại song thân Đặng có qua Long Thượng mà rước Hiếu Liêm Lại nói theo con đường Cần duộc Long An mà đi Thành ra Hiếu Liêm vừa qua tới nhà Thanh Tòng Thì mới hay Thanh Tòng đã qua Long Thượng chàng ở đó dùng cơm với ông bà lê thành phát mà đợi thanh tòng trở về nói qua thanh tòng qua đến nhà hiếu liêm hỏi thăm lệ khoa mới hay hiếu liêm đã qua nhà mình xong đi ngã khác nên không gặp nhau lệ hoa đem nước cho chàng uống chàng vừa bưng tách nước chưa kịp uống bỗng nhiên chàng thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà cửa xe vừa mở chàng thấy một người tây và hai người an nam bước vô nhà bà thân mẫu hiếu liêm và lệ hoa thấy tây ăn mặc theo cò đi vô nhà mình thì có ý sợ chẳng biết chuyện gì nên súng lại chung quanh Thanh Tòng mà ngó Thanh Tòng thấy khách như thế thì chắc là có việc quan hệ Xong nét mặt vẫn cứ tỉnh tự nhiên Đứng dậy chào khách và hỏi bằng tiếng Pháp Ba ông muốn gì chi xin cho tôi biết Ông cò Chú phải Nguyễn Hiếu Liêm không? Thanh Tòng Không tôi là bạn của Hiếu Liêm Tên Lê Thanh Tòng Ông cò Còn Nguyễn Hiếu Liêm đi đâu? Thanh Tòng Lỡ bữa nay anh Nguyễn Hiếu Liêm không có ở nhà Vậy chẳng hay ông có việc chi với Nguyễn Hiếu Liêm Ông cò Không cần chú nói dòng dài tôi cũng chóng biết thằng Nguyễn Hiếu Liêm sợ tội mà trốn Xong tôi đố nó trốn đâu cho khỏi Thanh Tòng Nguyễn Hiếu Liêm tội gì mà trốn Ông cò đưa cho Thanh Tòng một miếng giấy mà rằng Tội gì chú hãy coi đây thì biết Hết tập 2 Còn tiếp